học chữ cái. Chào các bạn, mình là Homa. Bài học hôm nay là chữ A, bờ. A, A, A. A, A, A. A là chữ cái đầu tiên trong bảng 29 chữ cái đấy. A, ba, bà, na, lá. A, đây là chữ A hoa. Chữ A hoa, chữ A thường. Anh trai cao lớn nên nhường em trai. Bạn đã nhận ra chữ cái này chưa nhỉ? Chúng ta cùng sang chữ cái tiếp theo nhé. Bờ, bờ, bờ. Bờ, bờ, bờ. Bờ. Bạn. Bàn. Bóng. Bà, bà ngoại, bà nội. Các bạn ơi, bà ngoại là người sinh ra mẹ, còn bà nội là người sinh ra bố chúng ta đấy. Bờ, bảo đại. Chúng mình lưu ý nhé, bảo đại là tên riêng, tên của một vị vua, nên chúng ta phải viết chữ bờ hoa nhé. Các bạn đã học xong chữ cái này chưa nhỉ? Cùng Homa ôn lại bài học hôm nay nhé! Hôm nay bé học chữ A, chữ bờ đứng trước thành ba chúng mình. Mời các bạn đến với chuyên mục chữ cái bí ẩn để ôn lại bài học ngày hôm nay nhé! Lại đây nào! Lại đây nào! Hình gì đây? Hình gì đây? Bạn đoán xem! Cá vàng, cái lá, bố, con bê, bóng bay, bà ngoại. Bạn đoán xem chữ A ở đâu nào? Cá vàng, cái lá, bà ngoại, bóng bay. Đúng rồi, lại nào. Cá vàng, cái lá, bà ngoại, bóng bay. Tiếp tục nào, chữ bờ ở đâu nhỉ? Bố, con bê, bóng bay, bà ngoại. Nói to hơn nào. Bố, con bê, bóng bay, bà ngoại. Tuyệt vời. Chúc mừng, bạn đã nhận được một ngôi sao vàng. Tiếp tục hoàn thành các bài học để nhận được nhiều sao hơn nữa nhé. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con cách viết chữ A trên bảng. Chữ A có độ cao là 2 ô ly, bao gồm nét cong tròn khép kín và nét móc ngược. Điểm đặt bút nằm dưới đường kẻ ngang thứ 3 một chút. Các con bắt đầu viết. Tại điểm dừng bút, các con lia bút sang đến đường kẻ ngang thứ 3. Chúng ta viết nét móc ngược sát với nét cong kín. Điểm dừng bút tại đường kẻ ngang thứ 2. Các con viết lại. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con cách viết chữ A trên vở ô ly. Chữ A có độ cao là 2 ô ly, bao gồm nét cong tròn khép kín và nét móc ngược.
Điểm đặt bút nằm dưới đường kẻ ngang thứ ba một chút. Các con viết nét cong tròn khép kín. Tại điểm dừng bút, các con lìa bút sang đường kẻ ngang thứ ba, viết nét móc ngược sát với nét cong tròn khép kín. Điểm kết thúc tại đường kẻ ngang thứ hai, các con viết lại. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con cách viết chữ bờ trên bảng. Chữ bờ có độ cao là 5 ô ly, bao gồm hai nét kết hợp với nhau là nét khuyết trên và nét móc ngược có biến điệu. Điểm đặt bút nằm trên đường kẻ ngang thứ hai. Các con bắt đầu viết. Các con viết nét khuyết trên. Chúng ta nối với nét móc ngược. Khi đưa lên trên thì các con vòng sang trái tạo thành nét thắt nhỏ. Các con viết lại. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con cách viết chữ bờ trên vở ô ly. Chữ bờ có độ cao là 5 ô ly, bao gồm nét khuyết trên và nét móc ngược có biến điệu. Điểm đặt bút nằm trên đường kẻ ngang thứ hai. Các con bắt đầu viết nét khuyết trên. Nối với nét móc ngược, đưa lên trên, tạo nét xoắn nhỏ. Điểm dừng bút tại đường kẻ dọc thứ tư. Các con viết lại. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con viết chữ A hoa trên bảng con nhé. Chúng mình quan sát chữ A hoa này, đếm cùng với cô. Chữ A hoa cao này, 1, 2, 3, 4, 5. Chữ A hoa cao 5 ô ly. Rộng này, 1, 2, 3, 4, 5, nửa ô. Rộng 5 ô rưỡi. Chữ A hoa được viết bởi 3 nét. Nét cong trái hơi nghiêng về bên phải. Nét thứ hai, nét móc ngược. Nét thứ ba là nét lượn. Bây giờ các bạn cùng cầm phấn lên và bắt đầu viết theo cô nhé. Đặt bút giữa điểm gặp nhau, đường dọc 2 và đường ngang 3. Uốn nét cong chạm vào đường kẻ dọc 1. Lượn nét xuống đường kẻ ngang 1. Đưa bút từ dưới lên. Lượn nét đưa vào đường kẻ ngang 6. Kết thúc nét thứ nhất, mình chuyển hướng bút để viết nét thứ hai. Nét móc ngược, chúng ta kéo thật thẳng, gần chạm đường số 1, mình chuyển hướng bút viết nét móc. Điểm kết thúc trên đường ngang số 2. Lia bút lên giữa đường ngang 3 và 4. Viết nét lượn ngang thân chữ A. Lưu ý, khi viết chữ A, chúng ta nhớ điểm kết thúc chữ A trên đường ngang 2, giữa hai đường kẻ dọc. Thân nét lượn tạo thành sóng rất đẹp đúng không các con? Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con viết chữ A, viết hoa và vở ô ly nhé. Chúng mình cùng đếm chiều cao con chữ này nào. 1, 2, 3, 4, 5. Chữ A viết hoa cao 5 ô ly. Ta cùng đếm chiều rộng nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Thêm nửa ô nữa. Chữ A hoa viết hoa có chiều rộng là 5 ô rưỡi. Chữ A viết hoa có cấu tạo bởi 3 nét. Nét thứ nhất là nét cong trái nghiêng bên phải.
Nét thứ hai là nét móc ngược. Nét thứ ba là nét lượn ngang. Bây giờ các bạn cùng cầm bút lên và viết cùng với cô nhé. Chúng mình đặt bút trên đường kẻ ngang số 3. Viết nét cong trái, nghiêng về bên phải. Đưa nét từ dưới lên trên. Kết thúc nét thứ nhất trên đường kẻ ngang 6. Chuyển hướng bút viết nét móc ngược. Kết thúc nét này trên đường kẻ ngang số 2. Lia bút lên giữa đường kẻ ngang 3 và 4. Viết nét lượn ngang. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con viết chữ bờ trên bảng con nhé. Chúng mình cùng đếm chữ bờ xem cao bao nhiêu ô ly này. 1, 2, 3, 4, 5. Chữ bờ cao 5 ô ly đúng không nào? Bây giờ chúng mình cùng đếm chữ bờ xem chữ bờ rộng mấy ô ly nhé. 1, 2, 3, 4. Thêm nửa ô ly nữa. Rộng 4 ô rưỡi các con ạ. Chữ bờ được viết bởi 2 nét. Cấu tạo chữ bờ gồm 3 nét. Nét móc ngược, nét cong trên kết hợp nét cong phải tạo thành nét thắt. Bây giờ các con cùng cầm phấn lên và viết trên bảng con cùng với cô nhé. Chúng mình đặt bút trên đường kẻ ngang 6. Đưa nét lượn, viết nét móc ngược. Gần chạm đường kẻ 1 mình lượn nét, viết nét cong, đưa về bên trái, lượn nét cong vào bên trong. Hết nét 1, chúng mình lia bút lên phía trên đường kẻ ngang 5, viết nét cong trên, lượn nét cong này lên đường ngang 6. Đưa nét cong này xuống đường kẻ ngang 4. Lượn nét thắt kết hợp nét thắt với nét cong phải tạo thành nét thắt ở giữa. Đưa nét cong chạm đường dọc số 6. Uốn nét cong này xuống đường ngang số 1. Lượn nét lên giữa đường kẻ ngang 2 và 3. Chúng mình kết thúc chữ bờ. Các con lưu ý, khi viết chúng ta nhớ điểm đặt bút đầu tiên là trên đường kẻ ngang 6. Điểm kết thúc là giữa đường kẻ ngang 2 và 3. Lượn cái phần thân nét cong phải rộng nhất là 2 ô ly. Các con cố gắng viết thật đẹp nhé. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con viết chữ bờ viết hoa vào gờ ô ly nhé. Chúng mình cùng đếm chiều cao con chữ này nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Chữ bờ viết hoa cao 5 ô ly. Bây giờ chúng mình cùng đếm chiều rộng con chữ này nào. 1, 2, 3, 4. Thêm nửa ô nữa. Vậy chữ bờ rộng 4 ô rưỡi các con nhé. Chữ bờ có cấu tạo bởi 3 nét. Nét thứ nhất là nét móc ngược trái. Nét thứ hai là nét cong trên kết hợp với nét cong phải tạo thành nét thắt. Bây giờ chúng mình cùng cầm bút lên và thực hành viết cùng với cô nhé. Chúng mình đặt bút trên đường kẻ ngang số 6. Viết nét móc ngược. Cuối nét này chúng mình lượn cong, đưa vào trong. Kết thúc nét thứ nhất trên đường kẻ ngang số 2. Mình lia bút lên đường kẻ ngang 5, giữa đường kẻ dọc 3 và 4. Viết nét cong trên. Kết hợp với nét cong phải tạo thành nét giữa thân chữ bờ. Điểm kết thúc chữ bờ giữa đường kẻ ngang 2 và 3.